Rồi em xin kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip tối hôm nay là em test hai đôi loa Bose 301 Sonata Limited để gửi cho bác khách nha. Thì hôm trước em về, cách đây 2 ngày em về đã bác khách đã chuyển cọc luôn rồi. Thì hôm nay mới dọn dẹp vệ sinh, đánh bóng lại loa cho đẹp để trước khi test và đóng gói gửi luôn cho bác khách. Thì hai đôi này rất là đẹp anh em nha. Là bóng vinyl ha, rất đẹp đây nè, rất là ok hết rồi. Bóng quá chúng ta quay nó hơi khó luôn, còn thấy da trá hình không anh em. Rồi lo rất đẹp và bốn cái này nó gần như là đều màu bát luôn anh em, thấy đây rất là đều, nó gần như là bốn cái là nó giống nhau vậy anh em nha. Lo rất đẹp đây, anh test bốn hai cặp loa 301 Sonata để gửi cho bác khách. Và test cùng với nó hôm nay là con Omri Sansui 707KX ha. Thì trước tiên là em đang mở cặp bên trên, chút xíu em thể mở hai cặp một lượt. Và với hai cặp này chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa hát thì rất là ok. Những cái dòng này chúng ta karaoke thì khỏi suy nghĩ anh em nha. Bass khỏe này, mic chép rõ sáng tươi nha, rất đẹp, loa cực đẹp luôn. Có hai cặp thôi, dòng này thì lâu lâu mới có hàng chứ không có hàng thường xuyên anh em nha. Đấy, lo đẹp quá vậy em không biết cái gì để quay luôn cho anh em. Giờ mời anh em nghe thử trước một coi nha. Em test từng đôi, em đánh hai cầu AB này, đang đánh cầu AB là phía trên anh em. Đây em đánh một cặp thôi nha. Rồi, em tắt cặp B này, đánh cặp A này, cặp A cặp bên dưới nè. Trong clip này chủ yếu là em quay lại để cho bác khách nhìn thấy được cái sản phẩm của mình nha. Thì cái loa này em đã test hết rồi anh em. Quay và giới thiệu cho anh em thêm. Thì trong cái sản phẩm, bộ sản phẩm này thì chỉ còn lại con Omri Sansui AU1FA 707KX. Thì con này ngày hôm qua em đã làm chi tiết của can cho anh em rồi. Và giá của nó là 15 triệu đồng anh em nha, 15 triệu đồng. Rồi tới đây thì em xin kết thúc. Và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0346 12345 anh em nha. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.